Vâng ạ, một vòng ngắm nội thất và nó quá đẹp đúng không ạ? Thực sự đẳng cấp. Đây là đô la JBL hàng bãi xịn, có mã số là SRX715, sở hữu một bát 40 từ neo và một tép leo. Nội thất thì không thể đẹp hơn thôi này các bác. Vâng ạ, rất là đẹp thôi này các bác. Em đã lắp bát và tép cũng như là ê căng vào. Và bây giờ em sẽ test một bản remix rất là sôi động. Để xin được kính mời các bác cùng toàn thể quý anh chị em sẽ cùng tham khảo cái chất lượng của bộ sản phẩm này, cũng như là chất lượng của những đôi loa JBL SRX715 này. Và em đang sử dụng DSP, đó là con Tech C8 Pro cộng với con main, đó là CLBX DS41250. Xin mời toàn thể các bác ạ. Vâng, tiếng bass đánh rất là chắc, sâu, ấm tiếng. Chắc sẽ bị nghiện mất đúng không ạ? Lời ca trong vắt thôi này các bác. Chất âm rất là sạch sẽ, chi tiết, sắc nét. Và thưa các bác thân mến, đúng là đẳng cấp nó vẫn là JBL. Và phân khúc cao cấp như SRX 715 này thì nó rất là quý hiếm. Không phải dễ dàng khi sở hữu đôi loa đâu các bác nhé. Rất là khó. Bản thân chúng em muốn sở hữu đôi loa này thì cũng rất là khó. Cũng phải mua giá cao hơn một chút. Thì các bác có nhu cầu mua sắm để thứ nhất là thỏa lớn đam mê, thứ hai là để siêu tầm thì gọi điện cho em thật sớm. Thưa các bác thân mến, giá thì rất là hợp lý, còn chất lượng loa thì chắc chắn là hơn các cửa hàng khác, em dám khẳng định là như vậy. Em đang có và đang sở hữu là 2 đôi các bác nhé. Các bác và anh em gọi điện trực tiếp cho em qua các số máy ở trên tấm biển, thì cửa hàng em sẽ nhận cọc và giao hàng đến tận nhà cho toàn thể các bác cùng mọi người. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để giao lưu, để trải nghiệm, tham khảo và mua sắm ạ. Địa chỉ cửa hàng dưới chân cầu Bình, khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và thưa các bác thân mến, với những đôi loa JBL đúng không ạ, đánh kết hợp với những chiếc đẩy CNBX hàng chính hãng, nó rất là hay, rất là ngọt và rất là hợp mọi người nhé. Các bác sẽ sử dụng những chiếc đẩy đời mới đi để có được cái chất âm hay hơn những chiếc đẩy cờ đao hàng cũ các bác nhé. Những đẩy cờ đao nó cũng lâu năm lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những chiếc đẩy hàng mới để nó có chất âm ngọt ngào hơn. Và với con DSP Tech C8 thì em khẳng định tiếng echo của nó là rất là ngọt,
tiếng của dị vật là rất là hay và phần music thì rất là chi tiết đây ạ. Tiếng bát đánh mềm chắc sâu tiếng, tiếng tép sắc nét không à hề có tạp âm, rất là sạch sẽ. Mến nhá, em xin phép gửi lời chào các bác trong clip này. Các bác cùng anh em xem video lần đầu tiên thì ấn nút đăng ký ủng hộ kênh, đặc biệt ấn nút chuông để tham khảo những cái sản phẩm mới nhất của cửa hàng khi em vừa đăng tải các bác nhá. Và sẽ gửi chào các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.